Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt chế độ kết bạn trên Facebook máy tính. Nếu như các bạn chúng ta không muốn là những người lạ gửi lời mời kết bạn đến cho bạn trên Facebook thì các bạn chúng ta hãy tắt chế độ kết bạn trên Facebook đi. Thì cách tắt chế độ kết bạn trên Facebook thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào facebook.com. Rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ tiến hành là đăng nhập tài khoản của bạn vào rồi sau khi các bạn chúng ta đã đăng nhập tài khoản của bạn vào rồi á tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình đại diện nằm phía trên bên góc bên phải này đó, các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là cài đặt và quyền riêng tư tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là cài đặt rồi sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ rê chuột về phía tay trái và trọng vào dòng là quyền riêng tư. Rồi ở đây á, các bạn chúng ta sẽ kéo xuống tới cái mục là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Thì ở dòng đầu tiên á, ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn. Thì ban đầu á, tất cả mọi người, kể cả người lạ, họ đều có thể là gửi lời mời kết bạn đến cho bạn. Bây giờ các bạn chúng ta không muốn là những người lạ gửi lời mời các bạn đến cho bạn thì các bạn chúng ta hãy tắt đi thì cách tắt á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào chỉnh sửa này sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào bạn bè của bạn thì lúc này á những người lạ không thể nào mà gửi lời mời các bạn đến cho bạn được nữa đó bây giờ tôi sẽ bấm vào đóng này còn nếu như các bạn chúng ta không muốn là muốn những người lạ thấy danh sách bạn bè của bạn thì ở tùy chọn thứ hai ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn này ban đầu là công khai ai cũng có thể xem. Bây giờ tôi chỉ cho bạn bè của tôi xem mà thôi. Tôi bấm vào chỉnh sửa này. Công khai. Tôi chỉ chọn là chỉ mình tôi hoặc là bạn bè tùy bạn nha. Ở đây tôi sẽ chọn là chỉ mình tôi, tức là chỉ mình tôi có thể là xem được danh sách bạn bè. Còn bạn bè của tôi á cũng không thể xem được. Sau đó tôi sẽ bấm vào đóng. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cắt tắt chế độ kết bạn trên Facebook máy tính nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi